Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tô màu nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô màu nào. Trước khi đi tô màu, nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé.
Và tô màu xong nhé các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tô màu nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tô màu. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi tô màu nào. 2 tâm rồi. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu như vậy. 3 là trang biết năm mới. Ai. Năm 2 sao? Anh mày là biết bao nhiêu nhỉ? 59 rồi. À quên. 69. 6 mấy? 69 rồi. Anh chỉ được gọi là mét 6 trên lên, vẫn là mét 5. Anh chỉ đứng với nhau. Anh vẫn cao đến nơi tay mày sao mà. Đây, anh tay đây. Thế thì anh được gọi mét 5, có mét 6 mấy đâu. À. Được lên thì là mét 5 nữa. À, mét 6 5. Mét 6 5. Anh đặt mét 6 5 mà. Bộ mẹ bây giờ lên chụp cao ghi thật. Điểm có mét 59 bộ. Mét 6. Cái gì mà mấy 59? 69 thì còn được. 59 hả? 59 đi. Đâu 69 như 5. 59 hay 69? 5. Thế là anh lên mấy 55 này. Anh đặt mẹ là mét 65 mà. Lúc mà để mấy cái thông tin mà kiểu quan mấy cái thông tin mà kiểu trưởng không? Ấy đây anh cứ đặt luôn là mét 65. Tại vì nó bảo là cái này không cần thiết, tại vì bây giờ mình đang thấp xong nên mai mình cao lên cũng không cần thiết nữa. Mình cứ đặt đúng đúng mình đặt mẹ 2 mét cũng được. Có thể đặt 2 mét không? Không biết. Đặt 2 mét thì người cây vậy. Chưa có thằng lớp em, nó chơi đắm lại. Nó chỉ là ngu ngơ. Nhưng mà nó đặt như này kia nó đặt theo luôn. Chiều cao của nó ghi 100 mét, ghi luôn. Này, cứ... cân nặng 200 cân, ghi luôn. Cái gì ấy nhỉ? Chiều cao cân nặng nó sức khỏe à? Sức khỏe nó ghi ung thư phổi. Kiểu em ngồi bàn cuối thì nó cũng ngồi bàn cuối. Cách nó kiểu bàn ngồi 4 tháng này. Thì em ngồi giữa, nó ngồi đảo. Cách nhau đúng 1 tháng. Bảo đi nhà nó liền y chang thế. Mày ăn cứt không? Khi nghe là ăn cứt. À, quên. Chỉ có 20 mét. 20 mét ăn cứt. Cân nặng 200 cân. Cao cao 20 mét bằng cây chè. Hơn cái con điện. Hơn cây chè. Cây chè có cây 24 mét. À, không. Cây chè trước giờ đi chặt chè. Cây cao nhất tình trạng có thể là 1 mét. Phải biết chứ làm gì có thể biết thật nhiều. Mình chả biết làm gì sao. Em cũng chả biết đâu. Nhưng mà sau cái thằng anh chỉ dạy thôi. Nhìn mấy cái chỗ mụ phải cần phải uốn cong đấy mẹ. Cây làm kiểu đéo này mà uốn được cong như thế này nhỉ? Uốn cong hay là nắn thẳng? Nắn cong lên cho nó cong lại. Đâu? Cái phần cánh của diếm nó chả cong như thế này à. Nó gò dây mà. Gò dây gì? Kiểu... vấn đề là phải nắn làm sao nó thẳng cơ. Tụi nhau thẳng biết luôn. Thì diếm mới bay được. Nó như xe thẳng biết đến nhiệt luôn. Xong kiểu nó làm cái form mà chưa kéo cong lên này. Sau nó buộc nó cái dây chẳng hai đầu lại để cho nó không bị phình to ra mà. Sau nó kéo cái dây ở giữa. Chả biết làm gì sao. Dễ mà. Dễ mà đây có được ai chảy đâu mà biết. Anh chỉ là mới thoát được mấy cái kiểu thoát được kia không chẳng ngã hơi thẳng luôn rồi nè. Còn lại là dễ mà. Còn một ngày các bọn phải làm nha. Cái gì? Anh một ngày các bọn phải làm thằng nữa. Hoặc là bỏ ra tầm 2 triệu cho một con vừa đủ đôi em nhưng mà anh thì em không biết. Đây, vết tích chơi diều. Này, vết tích của chơi diều. Lúc đấy người ta đấm vào. Ngu bụng.
diều khổng lồ nó lôi cho phát đập vào cái thanh kiểu ở giữa của cái cống rồi đập phát vào. Mình như vậy mình đi ra mình đi lên kết thúc nhà bạn không. Hello.